Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 6 năm 2020 và trong video này tôi nghĩ là cái đề tài đầu tiên mà các bạn sẽ muốn thuận đề cập tới đó chính là liên quan tới tình hình giá cả của BTC hiện tại tại vì các bạn thấy được là hôm qua chúng ta có cái sự biến động mạnh, giá cả đã tăng lên. Hôm nay thì chúng ta cũng thấy được cái sự biến động mạnh nhưng mà ngược lại giá cả đi đi xuống và trong vòng 15 phút đã đi xuống rất là nhiều Thì đây là một trong những điều mà Thường nghĩ là các bạn cũng sẽ rất là lo lắng Và hôm nay có một số những cái tin tức được đưa ra mà Thường nghĩ là có thể cho các bạn có thêm một số những cái tài liệu liên quan tới là tình hình của BTC là như thế nào và tại sao hôm nay đột nhiên lại đi xuống mạnh như vậy đó chính là cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ nói tới cái điều thứ nhì mà chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan tới cái bài viết mới nhất của Coinmetrics là bài viết này được chia sẻ ngày hôm nay thì trong bài viết này chủ yếu là nói về những cái trading volume của Bitcoin có nghĩa là cái khối lượng giao dịch của Bitcoin trên các sàn là như thế nào và phân phối giữa các cái đồng pháp định là như thế nào nhưng mà trong cái tài liệu này chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được một số những cái điều như là Thuận sẽ chia sẻ với các bạn liên quan tới là tương lai giao dịch crypto và Bitcoin ở những nước như là Hoa Kỳ sẽ ra sao đó chính là điều mà mình thường sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn muốn theo dõi thuận capital trên cái mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này hay là vào trang web thuầncapital.com Sau đó các bạn bấm vào giới thiệu, các bạn sẽ tìm thấy những cái link như là Facebook, Telegram và Twitter Cũng tương tự nếu như các bạn muốn tìm hiểu các sàn giao dịch margin thì cái link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này Các bạn có thể tìm hiểu những sàn như là sàn NAPX hay là sàn Bybit Đây là những sàn mà trade margin hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn Binance hay là sàn Coinbase Và ở phần cuối video cũng sẽ có một cái đoạn ngắn để thường giải thích cho bạn nhiều hơn về những cái sàn này và chúng ta hãy trở lại để mà nhìn vào tình hình của BTC thì các bạn thấy được là Bitcoin hôm qua thì trong vòng 45 phút đã tăng từ cái mức là khoảng 9.740 đô lên tới cái mức là 10.385 đô. Đây chính là cái biểu đồ trên sàn Binance. Và các bạn thấy được là hôm nay thì đã có cái sự hiện tượng ngược lại đó chính là trong vòng 15 phút mà BTC đã đi từ cái mức là 10.141 đô mà đi xuống tới cái mức là 9.400 là 7 đô trong vòng 15 phút mà các bạn thấy là một ngọn nến đỏ dài như vậy thì là một hiện tượng mà đối với thường là không phải là bình thường không phải là tự nhiên Đối với thường đây là một phần nhỏ của những trader đã bán và bán đi rất nhiều Khiến cho cái giá cả đi xuống và sau đó các bạn thấy được là trong vòng 30 phút kế tiếp Giá cả lại tiếp tục bị đẩy xuống tới cái mức thấp nhất của ngày hôm nay mà chúng ta thấy được cho tới thời điểm bây giờ Là cái mức là 9260 Và các bạn thấy thì Bitcoin đi xuống hôm nay thì các đồng lớn thì cũng đã đi theo xu hướng đó Những đồng như là Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin chẳng hạn tất cả những đồng lớn các bạn thấy đều đã đi theo xu hướng của BTC ngày hôm nay Bitcoin xuống 5,3% thì những đồng lớn này cũng đi xuống phần trăm tương tự thì câu hỏi là chuyện gì đã xảy ra thì về mặt tin tức thì chúng ta thật sự là không có một tin tức lớn nào liên quan tới là tại sao hôm nay lại có sự xuống giá mạnh như vậy so với ngày hôm qua thì các bạn thấy được là sau khi mà tổng thống trump đưa ra những cái lời phát biểu liên quan tới là nếu như mà bạo động không chấm dứt thì tổng thống trump sẽ đưa ra những cái lệnh là cho quân đội vào để mà giải quyết cái vấn đề mà đang xảy ra liên quan tới bạo loạn thì ngay sau đó các bạn thấy được là giá của btc đã tăng lên đây là một trong những cái lý do mà nhiều người đang nói là tại sao btc đã tăng ngày hôm qua nhưng mà hôm nay thì ngược lại chúng ta không nhận được một cái tin tức gì mà dẫn đến việc là mọi người lại ồ ạt để mà bán đồng btc của mình nhưng mà thật ra có ba điều và ba điều này được đề cập tới bởi một bài viết của cointelegraph thì điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là trong thời gian gần đây thì những cái giao dịch trên những cái sàn margin thì các bạn thấy được là trung bình những sàn margin lớn như là Bitmax thì cái số lượng trader mà giữ cái vị thế là long đã tăng lên rất là nhiều các bạn cũng đã nhớ là cái tay vài video chúng ta thấy được là cái số lượng người mà giữ những cái lệnh long trên những sàn margin trung bình trên những sàn lớn đã, đã, lên tới cái mức là 70 thì các bạn thấy được là khi mà chúng ta có cái tình hình mà nhiều người giữ cái lệnh long ở trên các sàn giao dịch thì sẽ dẫn tới cái tình trạng là nếu như mà giá đột ngột đi xuống mà đi xuống mạnh trong thời gian rất là ngắn thì sẽ dẫn tới cái hiện tượng gọi là long squeeze, có nghĩa là những cái lệnh đó sẽ bị thanh lý trên sàn và khi mà cái giá đi xuống mạnh trong thời gian ngắn đó mà lại gặp những cái lệnh long bị thanh lý thì sẽ tạo thêm áp lực và giá lại sẽ tiếp tục đi xuống tại vì những lệnh long đó sau khi thanh lý là phải bán đồng BTC. Cho nên các bạn thấy được là sau khi mà chúng ta thấy là cái giá cả có thể là đi xuống nhanh trong thời gian ngắn nhưng mà sau đó chúng ta lại gặp những cái lệnh long bị thanh lý bởi sàn dẫn đến cái việc là giá đi xuống rất là sâu và rất là nhanh và cái số lượng lệnh long bị thanh lý trên sàn BitMEX sẽ lên tới 120 triệu ngày hôm nay và trên Twitter thì Plan B cái người mà chúng ta đã nói tới chia sẻ cái mô hình uh, stock to flow ngày trong cái video ngày hôm qua thì Plan B đã nói là hôm nay khi mà Bitcoin đi xuống mạnh đi xuống 1.000 đô trong vòng 15 phút đó thì thời gian đó là tương đương với cái thời gian mà thị trường của Hoa Kỳ mở cửa để mà cho giao dịch và cái khối này giao dịch thì tương đương với ngày 20 tây và ngày 21 tháng 5. Thì nhiều người đã nhanh chóng cho là Plan B nói về cái sự làm giá của sàn CME, một sàn mà cho giao dịch hợp đồng tương lai của Bitcoin, nhưng mà cũng không phải tại vì các bạn thấy được là sàn CME là một cái sàn mà hoạt động từ 6 giờ tối tới 5 giờ tối ngày chủ nhật cho đến ngày thứ sáu, có nghĩa là chỉ đóng cửa ngày thứ bảy. Và sàn CME thì mỗi ngày chỉ nghỉ giao dịch ở hợp đồng tương lai của Bitcoin chỉ có 60 phút cho nên cái thị trường mà Plan B nói tới trong cái thuyết này đó chính là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ nhưng mà sự thật thì lúc mà Bitcoin đi xuống mạnh trong vòng 15 phút đó thì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã mở cửa một tiếng đồng hồ cho nên nếu như mà nói là cái việc xuống giá này có liên quan gì đến chứng khoán Hoa Kỳ thì tôi cảm thấy là không có cái sự liên quan tại vì bây giờ chúng ta không có tin tức nào cho thấy được là tại sao BTC lại đi xuống và cái thời gian cũng không có khớp như là Plan B đã nói tới trên cái thuyết này nhưng mà Thuận thì tin tưởng là đi xuống mạnh trong thời gian ngắn thì không thể nói là tự nhiên được. Có một số người nào đó có một số lượng lớn trong BTC đã khiến cho giá cả đi xuống mạnh để tạo ra cái hiện tượng long squeeze khiến cho những cái người đang giữ lệnh long trên những sàn margin bị cháy tài khoản khiến cho giá cả đi xuống nhiều hơn. Tại vì các bạn thấy được là giao dịch Bitcoin thì giao dịch là toàn quốc tế thì các bạn thấy là mỗi người, thì mỗi quốc gia, mỗi nơi đều có cái thời gian mà người ta ngủ thức khác nhau, thì không thể nào mà mọi người để đồng lòng để mà bán cùng một lúc nhiều như vậy. và tại sao một người nào đó thì lại muốn tạo ra cái hiện tượng long squeeze này để cho giá cây đi xuống mạnh như vậy? thì các bạn thấy được là một cái thuyết khác được chia sẻ ngày hôm nay và đây cũng là một cái thuyết mà được rất nhiều người quan tâm tới. các bạn thấy được là trên cái thuyết này là nói về hai sàn bên tay trái là một cái biểu đồ đây là biểu đồ của sàn Binance bên, bên tay phải là một biểu đồ khác Đây chính là biểu đồ của sàn Bitmax Và các bạn thấy được là hai biểu đồ này cho chúng ta thấy là có bao nhiêu đồng BTC Đã được nạp vào sàn trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua Thì các bạn thấy được là bên sàn Binance Thì cái đường màu đen này là cái giá của BTC tương tự như là trên sàn Bitmax Và những đường màu đỏ này là bao nhiêu đồng BTC được nạp vào thì trên sàn Binance trước khi mà chúng ta có cái sự sụp giá mạnh ngày hôm nay thì các bạn thấy được là có 2.206 đồng BTC đã được đưa vào sàn và tương tự ở trên sàn Bitmax thì các bạn thấy là có khoảng chừng là 878 đồng BTC đã được nạp vào trước khi mà giá BTC đi xuống thì nhiều người cho là có một ai đó đã sốt tổng cộng là lấy cái số 878 đồng BTC này để mà đặt lệnh sốt ở trên sàn Bitmax sau đó dùng 2.206 đồng BTC để được nạp vào sàn Binance để mà đẩy giá BTC đi xuống nghĩa là bán cái số lượng này ra một cách nhanh khiến cho giá cả đi xuống mạnh khiến cho hiện tượng long suy xảy ra sau đó thì người này có thể là lấy được lợi nhuận cao hơn từ sàn Bitmax tuy nhiên đây chỉ là những cái phỏng đoán ở trên mạng hiện tại chúng ta vẫn chưa có những cái tin tức thiết thực nhưng mà thường cũng muốn chia sẻ với các bạn về những cái tình hình ngày hôm nay và một điều khác để được nói tới đó chính là có thể đơn giản tại sao mà giá cây xuống ngày hôm nay Tại vì đây là lần thứ ba mà Bitcoin đã muốn phá cái mức là 10.500 đô Khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ Bitcoin, biểu đồ nến ngày thì các bạn sẽ thấy được là Trong dòng là hơn nửa năm qua đây là lần thứ ba mà Bitcoin không phá được 10.500 đô Và mỗi một lần như vậy thì chúng ta thấy là giá Bitcoin lại đi ngược trở xuống Như thì các bạn thấy được là khoảng chừng là tháng 10 năm 2019 đây là lần đầu tiên mà Bitcoin không phá được 10.500 đô còn giữa tháng 2 cho bạn thấy được là khoảng chừng ngày 12 tây đây là lần thứ nhì mà Bitcoin không phá được 10.500 đô và đây là đợt thứ ba mà nhiều người cho là sẽ không phá được 10.500 đô cho nên Bitcoin sẽ đi ngược trở xuống đây là một cái vùng mà Bitcoin đã không phá được trong vòng 6 tháng qua thì đây là ba cái lý do mà đang được nói tới là tại sao giá Bitcoin này đi xuống ngày hôm nay các bạn thấy được là ba lý do này thì không có liên quan đến một tin tức nào xấu về Bitcoin, chỉ đơn giản là nhiều người cho đã có một ai đó cố tình để mình đẩy giá Bitcoin xuống hay là chỉ đơn giản là Bitcoin đã gặp một cái vùng cản trở rất là mạnh cho nên không phá được và đi ngược trở xuống. Và đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới giá cái Bitcoin ngày hôm nay. Nhưng mà điều kế tiếp tôi muốn nói với các bạn đó chính là những cái tài liệu mà lâu dài hơn ảnh hưởng đến Bitcoin. Thì hôm nay chúng ta thấy được là Coin Matrix đã chia sẻ một cái bài viết mới nhất liên quan tới Bitcoin và liên quan tới crypto và đây là những cái tài liệu liên quan tới những sàn giao dịch những cái đồng mà dùng để giao dịch Bitcoin thì phân chia như thế nào và thông qua tài liệu này tôi nghĩ là chúng ta sẽ rút ra được một số những cái điều liên quan đến tương lai của giao dịch Bitcoin ở trên những quốc gia như là Hoa Kỳ sẽ như thế nào có được hỗ trợ hay là không thì các bạn sẽ thấy được là tuy là Bitcoin là một cái mảng đầu tư mà được đầu tư toàn thế giới, được trade toàn thế giới nhưng mà khi mà chúng ta nói tới là dùng những cái đồng nào để mà trade Bitcoin thì các bạn thấy được là nếu chúng ta nói tới tất cả tiền pháp định đây là thống kê hồi tháng 5 năm 2020 nếu như mà chúng ta nói tới là tất cả các tiền pháp định dùng để mà trade Bitcoin cái khối lượng giao dịch là khoảng 1,2 tỷ nhưng mà trong 1,2 tỷ này các bạn thấy được là đồng đô la đã chiếm cái số lượng là 0,5 tỷ như là nửa tỷ đã là tiền đô la dùng để mà giao dịch Bitcoin và nếu mà chúng ta tính tất cả tiền pháp định cộng với lại những cái đồng ổn định khối lượng dịch đã lên tới 3,5 tỷ nếu chúng ta tính tất cả tiền pháp định cộng với lại đồng ổn định cộng với lại những cái đồng crypto khác thì cái khối lượng giao dịch đã tăng lên 4,1 tỷ và nếu chúng ta tính hết tất cả tiền pháp định đồng ổn định những crypto khác và thị trường phái sinh như là các bạn thấy là giao dịch hợp đồng tương lai hay là option cho Bitcoin thì các bạn thấy được là tổng khối điều dịch đã lên tới 18 tỷ thì các bạn thấy được là đây là cái khối neo dịch mà tính theo hàng ngày Ngay lập tức các bạn thấy là cái tiền mà được sử dụng nhiều nhất để mà giao dịch Bitcoin đó chính là đồng đô la cho nên các bạn thấy được là đô la là một trong những cái đồng mà rất là quan trọng trong thị trường Bitcoin. Đồng đô la nó chiếm tỷ lệ là 40%, khoảng chừng là 40% của tất cả tiền pháp định mà được dùng để mà giao dịch Bitcoin. Ngay cả khi mà các bạn thấy là những đồng ổn định hay để nói tới những crypto khác dùng để mà giao dịch Bitcoin thì những đồng ổn định, những crypto khác thì trước khi mà có những đồng ổn định đó hay là trước khi mà có những crypto khác thì bạn cũng phải dùng tiền pháp định để mà đổi những đồng đó hay là các bạn thấy được là khi chúng ta tính tới những cái thị trường như là những thị trường phái sinh thì những thị trường như là option future thì các bạn thấy được là nhiều thị trường bây giờ là vẫn sử dụng tiền mặt cho nên đồng đô la là một cái đồng mà rất quan trọng trong thị trường bitcoin và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái thống kê kế tiếp thì đây là cái thống kê cũng là thống kê hàng ngày tính theo là bao nhiêu tỷ được giao dịch thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào đồng đô la thì đồng đô la được phân phối bởi bốn sàn lớn bốn sàn này là hầu như chiếm hết tỷ lệ là 90 phần trăm của tất cả đồng đô la được giao dịch thì những sàn đó là những sàn nào đó chính là sàn Coinbase, Bitstamp, Bitfinex và Kraken thì các bạn thấy được là bốn sàn này là bốn sàn hoạt động ở Hoa Kỳ cũng cho các bạn thấy được là người Hoa Kỳ giao dịch Bitcoin rất là nhiều tại vì đồng đô la là đồng mà thông dụng nhất khi mà dùng để mà giao dịch Bitcoin biểu đồ kế tiếp tôi muốn nói với các bạn đó chính là cái biểu đồ liên quan tới là trên thế giới bây giờ là tuy là có rất nhiều những cái tiền pháp định nhưng mà năm loại tiền nào được sử dụng nhiều nhất các bạn thấy được là đứng đầu đó chính là đồng đô la là 0,5 tỷ chúng ta mới vừa nói tới đồng Nhật Bản đồng Yen là 0,3 tỷ đồng Euro là 0,1 tỷ Korean Won là 0,05 tỷ và đồng bảng Anh là 0,017 tỷ điều mà làm tôi bất ngờ ở đây là thực sự mà nói là bảng Anh dùng để mà giao dịch Bitcoin thực sự là rất là thấp và đương nhiên các bạn thấy là đồng giao dịch nhiều nhất vẫn là đồng đô la kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là ngoại tiền đồng đô la ra thì những đồng ổn định bây giờ thì những đồng nào được sử dụng nhiều nhất thì các bạn thấy được là không thể phủ nhận được là Tether là một trong những đồng ổn định mà quan trọng nhất trong cái việc mà giao dịch Bitcoin hiện tại. Các bạn thấy được là cái khối lượng giao dịch hàng ngày của đồng Tether dùng để mà giao dịch Bitcoin nó lên tới cái mức là 2,19 tỷ. Trong khi đồng Binance USD đứng hàng thứ nhì chỉ có là 0,06 tỷ. Đồng USD Coin chỉ có 0,04 tỷ. Và những đồng khác như là Paxo Standard, 2USD hay là hobby USD thì khối lượng cực kỳ thấp bây giờ đồng Tether vẫn là cái đồng mà cái khối lượng là cực kỳ cao khi mà chúng ta nói tới là những đồng định nào được sử dụng để mà giao dịch Bitcoin. Kế tiếp chúng ta sẽ nhìn vào một cái biểu đồ khác. Đó chính là cái biểu đồ liên quan tới những cái hợp đồng tương lai, những cái option, như là những cái sàn phái sinh thì giao dịch nhiều nhất là ở trên sàn Binance bây giờ. Kế tiếp là Huobi, kế tiếp là bitmax, kế tiếp là bybit và đứng thứ năm là okx và các bạn thấy được là những sàn này là những sàn mà không có cho người Hoa Kỳ tham gia. Tuy là các bạn thấy là có cái sàn binance usa và huobi usa nhưng mà cái tài liệu các bạn nhìn thấy trên màn hình, tài liệu này là cái sàn quốc tế binance và sàn quốc tế huobi. đương nhiên những sàn như là bitmax, bybit và okx thì không có cho người Hoa Kỳ tham gia vào. Cho các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới là sử dụng tiền để mà mua đồng BTC thì đồng đô la và những sàn của Hoa Kỳ là đứng đầu nhưng mà các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới là giao dịch những cái hợp đồng tương lai những cái option thì những sàn quốc tế là dẫn đầu trong lĩnh vực đó kế tiếp thì các bạn thấy được là cái số lượng mà Bitcoin được giao dịch khối lượng thực sự là rất là thấp so với những cái mảng đầu tư khác các bạn thấy được là tuy là đã tăng trưởng rất là nhiều nhưng mà vẫn còn rất nhiều tiềm năng các bạn thấy được là tất cả Bitcoin được giao dịch trên những cái sàn spot market nghĩa là mua trên những cái sàn trực tiếp thì các bạn thấy được rồi, mua bán trực tiếp là chỉ có 4 tỷ đô la mỗi ngày trong khi mà chúng ta nói tới là giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ đã tới 446 tỷ giao dịch của trái phiếu đã lên tới 893 tỷ mỗi ngày và khi chúng ta nói tới thị trường FX, thị trường Forex thì các bạn thấy là 1,9 nghìn tỷ cho nên thị trường Bitcoin bây giờ là cực kỳ nhỏ khối giao dịch là coi như là không thể nào so sánh được với những cái mảng đầu tư khác thì điều mà tôi muốn nói với các bạn ở đây các bạn thấy được là đồng đô la là một cái đồng mà được sử dụng rất nhiều khi mà chúng ta nói tới giao dịch Bitcoin mua bán Bitcoin và các bạn thấy được là đồng đô la bốn cái sàn mà sử dụng đồng đô la lớn nhất đó chính là bốn cái sàn mà đang ở Hoa Kỳ có nghĩa là sao có nghĩa là nếu như mà một ai đó nhìn vào cái thị trường Bitcoin hiện tại thì sẽ thấy được là đây là một cái thị trường tiềm năng rất là lớn nếu như mà các bạn muốn đánh thuế đây là một cái thị trường mà nếu như bỏ lỡ thì sẽ rất là uổng cho nên thường không nghĩ là những người lập pháp ở hoa kỳ nhìn vào cái tài liệu này mà cho là chúng ta nên là không cho công hoạt động ở hoa kỳ hay là nên đóng các sàn giao dịch mà ngược lại thường nghĩ là họ sẽ tìm cách để mà hỗ trợ cái thị trường bitcoin này tại vì thường nghĩ là khi mà họ nhìn vào thị trường này bây giờ là nhỏ như thế nào so với những cái mảng đầu tư khác thì những cái thị trường khác họ có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận thì nếu như mà bitcoin có thể trở thành một cái thị trường lớn thì cái lợi nhuận mà họ mang lại à, từ những cái sàn giao dịch đóng thuế cho họ những người mà đầu tư hàng ngày đóng thuế cho họ thì không nghĩ là cục thuế hay là những nhà lập pháp sẽ muốn siết chặt thị trường này không tính tới là các bạn thấy là nếu như mà những công ty như là Coinbase mà mở rộng thì đây sẽ là những công ty lớn sau này có thể là mướn rất nhiều dân của hoa kỳ cho nên trong tương lai tới đây Thường không có cái sự lo lắng là thị trường Bitcoin sẽ bị chính phủ siết chặt lại Mà thường nghĩ là ngược lại chính phủ sẽ mở rộng thị trường này hơn Đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn Và đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này. Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPEX và sàn Bybit tham gia sàn nft bằng cách bấm vào link tham gia sàn sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu chơi miễn phí thông qua telegram tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ phù hợp như những nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông qua link của capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này starbucks bybit và binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở hoa kỳ các bạn có thể tham gia sàn coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.